Dạ vâng, em chào anh, em chào anh ạ. Thì ngày hôm nay nhân buổi hội thảo của Action Coach đang diễn ra, thì em có thể phỏng vấn anh một đoạn ngắn về bên doanh nghiệp của mình được không ạ? Dạ vâng, đầu tiên anh cho em hỏi là mình có thể giới thiệu một xíu về bên doanh nghiệp của mình được không ạ? Tôi là Nguyễn Việt Thắng, đại diện cho Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế THT tại số 1 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt. Thì Trung tâm THT của chúng tôi thì chuyên cung cấp những khóa học tiếng Anh chất lượng cao cũng như là các khóa học chạy hè bổ ích có sử dụng tiếng Anh và rèn luyện kỹ năng dành cho các bạn thiếu nhi từ 7 tuổi trở lên cho đến 15 tuổi. Dạ vâng, vậy thì khi mà mình tham gia được cái khóa học Action Coach ngày hôm nay, anh cho em hỏi là những cái thông tin gì bổ ích mà anh đã có được sau cái buổi học này ạ? Tôi thấy là khóa học này buổi sáng nay dành cho đại trà có doanh nghiệp, nhưng bản thân tôi thì thấy đây là một dịp mà mình có thể hệ thống hóa lại những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà mình đã có, và mình là một dịp cũng để mình nhìn lại ở mức độ tổng quan trên cái doanh nghiệp, trên cái công ty của mình, xem rằng mà mình đang đứng ở mức độ nào, và mình từ đó thì mình đang cần phải làm những cái gì hơn nữa để cho cái doanh nghiệp của mình có cái bộ máy quản lý tốt hơn, chuyên nghiệp hơn và đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn cho công ty, cho doanh nghiệp của mình. Thì đấy là những cái điều mà tôi thấy rất là bổ ích trong cái buổi hội thảo hay là cái buổi đào tạo ngày hôm nay mà Action Coach đã tổ chức cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì ngoài những cái kiến thức thì tôi thấy rằng mình có thể học hỏi được những kinh nghiệm ngay từ những người đào tạo, tức là những người mà đứng coaching trong ngày hôm nay. Và vì họ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp cũng như là trong lĩnh vực quản lý cái việc kinh doanh của họ. Cho nên là mình thì chưa chắc là mình nhiều kinh nghiệm như họ, nhưng mình có thể học hỏi kinh nghiệm từ họ và từ đó rút ngắn cái thời gian mà mình phải dành ra để nâng tầm doanh nghiệp mình lên một tầm cao mới. Dạ vâng, thì với những kiến thức và những lời khuyên bổ ích từ các nhà huấn luyện ngày hôm nay, thì anh Thắng có sẵn sàng chia sẻ để các những doanh nghiệp khác, những doanh nhân khác có để biết được đến cái hệ thống của Action Coach không ạ? Tôi nhận thấy rằng là ở thành phố Đà Lạt của chúng ta thì là một thành phố nhỏ, và đa số các doanh nghiệp ở thành phố mình thì cũng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và từ đó thì tôi lại thấy rằng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ càng phải theo học những cái khóa học nhằm để chuẩn hóa những cái quy trình, nhằm để nâng cao những cái kiến thức và bồi dưỡng cái kỹ năng quản lý cho những người làm chủ doanh nghiệp. Bởi vì khi doanh nghiệp của mình còn nhỏ thì mình phải luôn luôn khao khát, mình phải làm sao đó để doanh nghiệp của mình càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Và cái việc đó không gì tốt hơn là việc chúng ta học hỏi từ những người đi trước, học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu như là những chuyên gia đến từ Action Coach. Dạ vâng, xin cảm ơn Thắng vì những chia sẻ bổ ích ngày hôm nay ạ. Hy vọng là những kiến thức từ Action Coach sẽ giúp anh áp dụng được cho doanh nghiệp của mình và ngày càng giúp THT trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn bao giờ hết. Xin cảm ơn anh.